Hi, welcome back to my channel Stars Hero. Let's go, let's go, let's go. Còn ma đang gần đây. Có vẻ nó hiện đây rồi, ok. Mình sẽ rửa đi vòng xung quanh. Thank you.
Oh my god, bà ta đi từ trong này ra chứ không phải từ dưới xuống, từ dưới lên. Ok, khá là nguy hiểm. Lấy cậu, chị đây. Rồi và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Granny Chapter 2.
Ok, bà thì cái cho cái này bà. Lột xuống khá to, wow. Bay sao chống kịp. Ông ta lột liên tục luôn. My God. Súng ta nhiều đạn đấy nhờ. Oh my god. Khẩu súng mà không cần thấy đạn luôn. Wow. Grand Hall. Let's go. Thank you.
tiếp tục các bạn sẽ nâng cấp tiếp sang nhân vật của mình khỏe thêm, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo, let's go. Get it your horror feel. Let go. Let's go. Ở đây các bạn sẽ phải đi tháo tất cả 5 cái. Tổng có 4 người sẽ phải đi tháo. Và khi đủ thì các bạn sẽ chuồn được khỏi đây. Cánh cửa sẽ mở ra. Một anh chàng đã bị bắt rồi. Đây anh em nào. Ok. Chuồn thôi. Thank you.
biết cái đó đang ở đâu. Nó về gần đây rồi, xuống đâu. Gần đây rồi. Oh my gosh, chúng ta sao biết mình đường này nhờ. Xuống thôi. Nhưng bên trong này nó mở chưa? Bên trong này chưa mở được. À thật, wow. Oh my gosh. So ok, và tự kênh tiếp theo, let go. Đường này nó không đi được à? Chờ đã đi ra đường ánh sáng ở đây. Cũng không đi được. Không đi được này. Xung quanh đây.
không có gì ở đây cả. Hay là tựa game này có vẻ lỗi thôi. Tức là nó chỉ xung quanh vòng tròn như thế này thôi. Và vòng tròn đây thì không có gì cả luôn. Không đi xa được. Rất là ảo luôn. Mình thấy hơi ảo một chút. À, mình sẽ thử phá cái này xem có phá được không. Cũng không phá được luôn. Oh my god. Rất là quái luôn. Không biết này là trèo tường hay như thế nào ơi. Và mình cũng không thấy cái đường để trèo luôn. Về từ điểm nào mình lỗi các bạn nhá, hoặc là chưa update kịp. Ok. À đây. Một trường này nó mở cửa và chạy thoát thôi. Có hai người tất cả. Oh my god. Và từ kênh teacher, let go. Win game. Night. Night. Asia, Soul Man, Recall, Rose. Đây là tựa game các bạn có thể chơi online nhá. Make it. Đang zoom vào một phòng. Vào phòng này đi xem nào. Let go. Gritty. Play. Do you need to play though? Mới có hai người thôi và các bạn sẽ phải đợi bốn người và chờ thử phong. Khi đó thì các bạn mới tiếp tục chơi tiếp được tựa này, ok? Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái detail. Let go. Main store, hospital. There's someone at the door.
một chiếc máy. Oh my god, cả hai người vào đây luôn. Oh my god. Hôm bà này khá là tỉnh táo luôn. Ok. Sẽ đi nhặt những món đồ, sau đó thì sẽ tìm cách mở cánh cửa và bẻ khóa tất cả. Đây có một lối nhưng mà không xuống các bạn nhé. Lisa, có vẻ là hình như mình đang bị phát hiện. Khi tìm hết rìa bên ngoài, sau đó thì mình sẽ tìm cái rìa bên trong để tìm kiếm xem có món đồ gì không. Oh my gosh, tụi mình hy sinh luôn. Wow.